Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, lái xe đầu kéo không những không chấp hành mà còn dùng dao tấn công cảnh sát giao thông. Ngay sau đó, đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế. Vụ việc xảy ra vào sáng hôm qua 18 tháng 7 tại xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Theo công an thành phố Long Khánh, vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày hôm qua, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự đang tuần tra trên tuyến đường số 4 thuộc khu công nghiệp Long Khánh, ấp 1 xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh thì phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh do Trần Doãn Minh Bảo, 43 tuổi điều khiển, không thắt dây an toàn nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Đáng nói khi bị dừng xe, Bảo nhảy xuống dùng dao tấn công các thành viên tổ công tác. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt đối tượng đưa về cơ quan công an làm việc. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Khánh đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.